Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học môn kỹ thuật chuyển mạch và tiếp tục nội dung. Ở phần này chúng ta sẽ nghiên cứu về lịch sử phát triển của các hệ thống chuyển mạch. Trước tiên là các hệ thống nhân công, sau đó là hệ thống chuyển mạch điện tử, hệ thống số và điều khiển máy tính kết nối chuyển mạch cho thông tin dữ liệu, các nốt chuyển mạch cho các hệ thống mạng, số tích hợp dịch vụ, băng hẹp và băng rộng và chuyển mạch qua. Năm 1876, Alexander Graham Bell phát minh ra máy điện thoại. Người ta còn gọi Bell là ông tổ của ngành viễn thông. Thực chất không hẳn ông là người phát minh ra máy điện thoại đầu tiên, vì trong thời điểm này thì có nhiều nhà nghiên cứu khác cũng phát minh ra máy điện thoại. Tuy nhiên vì nhiều lý do, một là họ không có điều kiện để công bố nghiên cứu của họ một cách rộng rãi, hai là họ không tiếp tục cái công việc của mình. Đối với Alexander Graham Bell thì đặc biệt hơn là 2 năm sau, tức là năm 1878, thì hệ thống chuyển mạch đầu tiên được ông xây dựng ở New Haven, Mỹ. Trong hệ thống này, điện thoại viên đóng vai trò chuyển mạch. Ví dụ, người khởi xướng cuộc gọi nhấc máy thì điện thoại viên nhận biết qua chuông và đèn hiệu. Điện thoại viên tiếp nhận cuộc gọi từ thuê bao chủ gọi và hỏi về nhu cầu cuộc gọi của người này. Khi người thuê bao chủ gọi nói ra nhu cầu cuộc gọi đến thuê bao bị gọi, thì điện thoại viên lấy một cái sợi dây cắm hai đầu và cắm vào hai lỗ cắm, hai cái sắt cắm tương ứng với hai cái máy điện thoại của thuê bao chủ gọi và thuê bao bị gọi. Như vậy nối kết được thiết lập bởi chính điện thoại viên này. Và chúng ta nhớ lại định nghĩa về một hệ thống chuyển mạch là hệ thống mà cung cấp nối kết cho các cái ngõ vào được yêu cầu đến ngõ ra, hoặc từ ngõ vào yêu cầu đến ngõ ra được yêu cầu. Như vậy trong hệ thống nhân công thì điện thoại viên đóng vai trò chuyển mạch. Tuy nhiên hệ thống nhân công khi mà nó ra đời như vậy thì nó được áp dụng vào một khoảng thời gian và bắt đầu lộ ra một số các cái nhược điểm như là chậm và hiệu suất thấp. Ví dụ một cuộc gọi qua nhiều tổng đài khác nhau thì từng điện thoại viên phải tiếp nhận cái yêu cầu địa chỉ một cách liên tục như vậy cho đến khi chuyển đến cái tổng đài cuối cùng và thông báo cho thuê bao cuối cùng. Đến khi thuê bao cuối cùng này nhấc máy lên thì hai máy điện thoại chủ gọi và bị gọi mới trao đổi với nhau. Và có thể cuộc gọi này nhiều đôi khi nó còn ngắn hơn cái thời gian thiết lập cuộc gọi. Về hiệu suất có thể được tính là bằng thời gian đàm thoại chia cho tổng thời gian của một cuộc gọi đó. Cho nên hiệu suất ở trong hệ thống nhân công là khá thấp. Nhưng hệ thống tự động đầu tiên ra đời như thế nào? Hệ thống chuyển mạch tự động đầu tiên được xây dựng ở Kansas City, Mỹ, do Stroger là người phát minh ra hệ thống này. Về cái nguyên nhân ra đời của một hệ thống đầu tiên này thì nó khá là thú vị, bởi vì đối thủ của Stroger hoạt động cùng một cái lĩnh vực là công ty mai táng thì có vợ là nhân viên tổng đài nhân công, nên mọi cuộc gọi liên quan đến Stroger thì bà vợ của ông đối thủ của Stroger đều nối máy vào cho cái máy của chồng mình, và như vậy Stroger không tiếp nhận được các nhu cầu của khách hàng
Và ông này mới suy nghĩ nếu người ta ứng dụng khoa học công nghệ vào trong việc cạnh tranh không lành mạnh thì đặc biệt nguy hiểm đến nền kinh tế nói chung. Và từ đó ông xây dựng ra hệ thống tổng đài tự động đầu tiên. Đây là hệ thống tổng đài xử lý theo từng bước. Ta lấy một cái ví dụ, khách hàng người ta quay số 3 thì cái chuyển mạch xoay nó giống như là cái chuyển mạch của quạt tràng vậy. Sẽ chuyển qua cái tiết điểm ở vị trí thứ 3 và ở ngõ ra của cái chuyển mạch này sẽ được nối đến một cái chuyển mạch xoay tiếp theo. Giả sử người quay số, người ta lại tiếp tục quay số 4 thì chuyển mạch xoay lại tiếp tục nối với cái ngõ ra tương ứng với cái tiếp điểm thứ 4 của cái chuyển mạch xoay thứ 2 này. Và như vậy cái máy điện thoại mà nối ra ngõ ra của chuyển mạch xoay thứ 2 này sẽ có cái số máy tương ứng là 34. Như vậy hệ thống tổng đài tiếp nhận cuộc gọi theo từng cái số quay của khách hàng nên gọi là hệ thống tổng đài từng bước. Nhược điểm của hệ thống này là thời gian xử lý lâu. Thứ hai là khi mà nó xử lý như vậy thì nó lại ngưng tiếp nhận các nhu cầu từ các cái cuộc gọi khác. Do đó để mà khắc phục điều này thì người ta mới tách cái phần tiếp nhận số quay ra riêng và sau đó khi hoàn thành hết rồi thì mới đưa vào xử lý bằng cái việc là các cái số quay thì đưa vào trong cái thanh ghi mà không có xử lý trực tiếp. Và lúc này thì cái dung lượng của tổng đài nó được phát triển cao hơn so với lại là cái tổng đài chuyển mạch xoay nguyên thủy của Stroger. Đối với cái chuyển mạch xoay thì nó cũng có rất là nhiều cái nhược điểm. Khi mà tiếp điểm mà nó xoay từ vị trí này sang cái vị trí khác thì nó cũng mài mòn các cái tiếp điểm này và các cái mối tiếp xúc. Chất lượng của các tiếp điểm càng ngày càng giảm dần theo thời gian. Lúc này sẽ dẫn đến là cái đường truyền từ đầu cuối đến đầu cuối nó không còn có cái chất lượng như ban đầu nữa. Chất lượng tín hiệu thoại giảm sút đáng kể. Và liên tục phải tiến hành các cái khâu bảo dưỡng cho các chuyển mạch xoay này. Thì gần như khi mà bảo dưỡng người ta thay nguyên cả cụm như vậy. Năm 1937 thì hệ thống chuyển mạch thanh chéo ra đời. Hệ thống này làm cho cái thời gian chuyển mạch nhanh hơn, ít lỗi và đơn giản. Đây là cái cơ sở để phát triển cho các hệ thống chuyển mạch tiên tiến về sau. Mặc dù về sau này qua hàng trăm năm, tuy nhiên chúng ta vẫn còn áp dụng cái nguyên lý của chuyển mạch thanh chéo vì cái đặc trưng của nó là đơn giản và hiệu quả. Chúng ta có thể hình dung chuyển mạch thanh chéo như một cái ma trận, các ngõ vào và ngõ ra được bố trí theo các cái thanh ngang và thanh dọc nên ta còn gọi là chuyển mạch thanh chéo. Thuật ngữ của chuyển mạch này là crossbar switching. Khi mà một điểm thông được nối thì như vậy ngõ vào tương ứng và ngõ ra tương ứng là được nối kết với nhau. Hai cái máy điện thoại mà thuộc ngõ vào và ngõ ra tương ứng được nối với nhau. Lúc này tiếp điểm của các cái chuyển mạch trở nên giảm đáng kể so với lại là chuyển mạch xoay. Và khi mà nó hư hỏng các cái tiếp điểm này thì nó chỉ hư hỏng một tiếp điểm chứ không phải là hư hỏng cả một cái chuyển mạch xoay, một cụm chuyển mạch xoay như trong chuyển mạch xoay của Stroger. Những năm 1960, lúc này kỹ thuật máy tính đã bắt đầu phát triển và người ta ứng dụng máy tính vào trong các cái nốt chuyển mạch. Các nốt chuyển mạch như vậy được gọi là cái tổng đài điều khiển bằng chương trình ghi sẵn
các hoạt động của tổng đài được hoạt động trên cơ sở là các cái chương trình đã được ghi sẵn, được lưu sẵn trong các cái bộ nhớ máy tính. Thì đối với chúng ta hiện nay thì cái kỹ thuật SPC này là được áp dụng rất nhiều đấy, trong gần như tất cả các thiết bị mà có các cái bộ điều khiển, bộ xử lý của chúng ta hiện nay thì đều hoạt động theo hình thức này. Nhưng mà trước đây thì nó như là một cái cuộc cách mạng. Tổng đài tiếp nhận nhu cầu cuộc gọi và chuyển cái nhu cầu cuộc gọi này đến cái khối điều khiển. Khối điều khiển sẽ xử lý và chuyển thành các lệnh cho các cái phần tử thực thi, tạo nối kết cho các cái thiết bị kết cuối này. Như vậy, kể từ khi có các cái hệ thống số và điều khiển máy tính thì lúc này cái phần chuyển mạch và cái phần điều khiển được tách biệt hoàn toàn. Về tách biệt, phần chuyển mạch và phần điều khiển làm tăng cái độ linh hoạt cũng như là tăng được cái dung lượng của hệ thống. Khi máy tính ra đời thì nhu cầu trao đổi thông tin, dữ liệu ngày càng tăng. Tuy nhiên, các hệ thống chuyển mạch trước đây thì nó không phục vụ tốt cho cái sự trao đổi thông tin dữ liệu. Các tổng đài chuyển mạch điện thoại trước đây đa phần chỉ phục vụ cho thông tin thoại và nó kém hiệu quả khi chúng ta áp dụng cái hệ thống này để mà trao đổi thông tin dữ liệu. Chính vì vậy có hai cái phương thức chuyển mạch ra đời, đó là chuyển mạch gói và frame delay. Ở lúc này dữ liệu chúng ta có thể hình dung như là các cái file ở trên máy tính thì được chia nhỏ ra thành các cái đơn vị truyền dẫn có kích thước nhỏ hơn và ta gọi là gói hoặc là khung. Những cái hệ thống mà nó hỗ trợ cho cái sự vận chuyển khung gói này đi đến đích thì chúng ta có kỹ thuật chuyển mạch gọi là chuyển mạch gói và frame relay. Khi mà chia nhỏ một cái file ra và truyền đi như vậy thì đòi hỏi các cái đơn vị truyền dẫn này phải có gắn thêm một cái đoạn mang thông tin điều khiển, mang thông tin dẫn đường, tôi gọi là header. Các bạn thấy trên nền vẽ nó giống như là những cái mẫu giấy màu khác, có cái màu xanh, màu cam khác nhau đấy. Thì nốt chuyển mạch, nhiệm vụ của nó là sẽ đọc cái thành phần thông tin dẫn đường này, tức là đọc cái header này để xem thử là cái gói này sẽ muốn chuyển đến cái địa chỉ đích nào. Và dựa vào cái địa chỉ đích như vậy thì nó sẽ chuyển ra cái gói ra phù hợp. Lúc này thì chúng ta đã có một cái hệ thống, các nhà cung cấp dịch vụ đã đầu tư cái hệ thống tôi gọi là hệ thống chuyển mạch kênh phục vụ cho các cái máy điện thoại. Cái phần phía trên này là đã hoạt động ở một khoảng thời gian dài. Nhưng khi mà máy tính ra đời thì nhu cầu trao đổi thông tin bằng máy tính từ máy tính này sang máy tính khác ngày càng tăng. Lúc này có hai hình thức cung cấp dịch vụ. Một là người ta sẽ cung cấp hai cái mạng riêng, một mạng cho thoại và một mạng cho máy tính. Nhưng điều này nó sẽ dẫn đến là cái hiệu quả và rất thấp, bởi vì là đối với người sử dụng thì người ta phải đầu tư hai thiết bị, đối với nhà cung cấp dịch vụ thì người ta phải cũng phải đầu tư hai thiết bị, hai nhóm thiết bị khác nhau, hai nhóm nhân sự khác nhau. Đó. Như vậy là hiệu quả sẽ rất là thấp. Đó. Thì ý tưởng của ISDN, tức là mạng số tích hợp dịch vụ, là tích hợp tất cả vào trong một. Đối với thiết bị đầu cuối thì chúng ta có thể là điện thoại cũng được và máy tính cũng được. Đối với nhà cung cấp dịch vụ, tức là ở thành phần mạng này, thì nó sẽ tích hợp chung một cái hệ thống. Đấy. Nhưng chuyển mạch kênh nó đã vận hành trong một khoảng thời gian rồi, cho nên về mặt kinh tế
thì người ta sẽ tiếp tục xây dựng một cái hệ thống chuyển mạch mới trên cái nền tảng của cái chuyển mạch kênh này, tức là người ta sẽ bổ sung vào một cái phần tử để cho nó có thể xử lý được các cái gói đấy, để mà phục vụ cho các cái mạng chuyển mạch gói chẳng hạn đấy. Và như vậy chúng ta sẽ có được các cái nốt ta gọi là các cái nốt ISDN đấy. Như vậy người ta sẽ nâng cấp cái chuyển mạch kênh lên thành một cái chuyển mạch ISDN. Và cái chuyển mạch ISDN này thì nó cung cấp cho các cái dịch vụ thoại cũng được, máy tính cũng được, dữ liệu, máy fax chẳng hạn như thế. Nhưng mà cái nền tảng của nó là chuyển mạch kênh với cái băng thông là 64 qubit trên dây, cho nên chuyển mạch này ta gọi là chuyển mạch NFDN, tức là Narrow Band IFDN băng hẹp. Các hệ thống chuyển mạch trước đây thì nó chỉ đáp ứng được một trong hai cái điều kiện, đó là băng thông hoặc là thời gian thực. Ví dụ như đối với dịch vụ chuyển mạch gói chẳng hạn, thì hay là chuyển mạch khung, thì nó chỉ đáp ứng yêu cầu về băng thông, nhưng cái tính thời gian thực nó không có. Những cái dịch vụ dữ liệu thì thông thường yêu cầu về băng thông, tức là làm thế nào để chuyển dữ liệu một cách nhanh nhất, nhưng mà không yêu cầu về thời gian thực. Tức là các cái gói hay là các cái đơn vị truyền dẫn khi mà đến đích thì nó không có yêu cầu là phải đến cách đều nhau và được sắp xếp liên tiếp đấy, trong quá trình truyền dẫn, mà nó có thể đến một cách lộn xộn, lúc nhanh lúc chậm cũng được, miễn là nó đến đích nhanh nhất đấy. Nhưng mà một số cái dịch vụ nó lại yêu cầu rất là chặt chẽ về thời gian thực, ví dụ như là dịch vụ thoại. Đối với dịch vụ thoại thì chúng ta không thể nào mà chuyển cái thông tin mà nó lộn xộn như thế được. Chúng ta hình dung đó, giống như là các cái chữ như thế này, mà chỉ cần là cái chữ ô này chẳng hạn, ô này mà nó nằm trước cái chữ H hay là chữ T thì mình đã không hiểu được là cái ý truyền dẫn của tác giả là như thế nào. Như vậy đối với cái dịch vụ điện thoại thì nó lại yêu cầu về thời gian thực, yêu cầu cái dữ liệu đến đích một cách đều đặn và đảm bảo về mặt thời gian, cũng như là nó sắp xếp theo trình tự nhất định. Nếu mà nó không đảm bảo đều đặn về mặt thời gian thì nghe cũng rất khó chịu. Nếu như bạn nào đã từng nghe những cái băng đĩa mà cũ bị ẩm mốc thì lúc này nó bị cái trường hợp là éo đấy, vì do cái tốc độ quay không đều của cái băng từ khi mà bị ẩm mốc làm cho âm thanh đến tai chúng ta nghe nó không đều, và như vậy ta nghe nó éo éo rất là khó chịu. Thì lúc này trong điện thoại thì người ta gọi cái, hay là trong viễn thông người ta gọi cái hiện tượng này là cái hiện tượng jitter, tức là các cái đơn vị truyền dẫn nó truyền đến đích nó không có độ trễ đồng đều nhau. Đối với dịch vụ BASDN thì nó cung cấp vừa băng thông mà vừa thời gian thực. Thì ngày nay chúng ta thấy là cái nhu cầu về các cái dịch vụ và về vừa băng thông vừa thời gian thực ngày càng cao, ví dụ như là video hoặc là cái dịch vụ game chẳng hạn. Đối với cái dịch vụ game trực tuyến thì nó yêu cầu cái hai cái điều kiện về băng thông và thời gian thực là rất là khắt khe. Và một số các cái kỹ thuật chuyển mạch được tiêu chuẩn hóa để phục vụ cho các cái dịch vụ BSDN này, tức là Broadband ISDN, là đại diện cho nó là ATN và MPLS. À, chúng ta có một cái biểu đồ theo thời gian biểu diễn các cái hệ thống chuyển mạch theo thời gian. Đầu tiên là hệ thống chuyển mạch nhân công, rồi chuyển mạch từng bước, chuyển mạch thanh chéo, chuyển mạch FPC, chuyển mạch băng rộng và chuyển mạch băng rộng quang. Thì cái chuyển mạch quang là một cái chuyển mạch mà nó mang cái thông tin từ ngõ vào đến cái ngõ ra theo cái nhu cầu sử dụng dựa trên cái nền tảng của thông tin quang. Thì chúng ta biết là cái ưu điểm nổi trội của cái thông tin quang, ngoài cái khả năng là dung lượng cao, thì nó còn có một cái ưu điểm đó là cái tốc độ cao. Đấy, khi mà
chúng ta dùng cái chuyển mạch quang thì lúc này chúng ta có thể đạt được cái khả năng là cung cấp cho những cái dịch vụ trao đổi thông tin với cái tốc độ cao. Khi chúng ta có được tốc độ cao thì ta sẽ đáp ứng được hai cái nhiệm vụ khó khăn là băng thông và thời gian thực. Tuy nhiên, ở trong một mạng viễn thông thì cho dù chúng ta truyền dẫn quang nhưng mà cái phần chuyển mạch thì chúng ta vẫn là chuyển mạch điện tử. Trước đây là như thế. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta sang cái chuyển mạch quang thì nó cải tiến được cái tốc độ một phần. Tuy nhiên cái phần điều khiển cho cái chuyển mạch quang thì nó vẫn là cái phần điều khiển điện, nên cái tốc độ nó vẫn chưa có thể cao được. Đấy. Người ta mới nghĩ đến là làm thế nào để có một cái mạng mà toàn quang, tức là truyền dẫn quang, chuyển mạch quang và điều khiển quang. Ở buổi học hôm nay thì chúng ta học về lịch sử phát triển của các hệ thống chuyển mạch, đi từ cái hệ thống đầu tiên cho đến các hệ thống chuyển mạch tiên tiến ngày nay. Chúng ta kết thúc buổi học hôm nay tại đây. Chào các em.